Queen của ngày hôm nay thì đàn Bắc Hà 5 ngày tuổi. Đó. Hôm nay là to rồi. Hôm nay là nhìn nhìn cái mặt nó đỡ giống con chuột rồi. Đấy. Lớn lên một tí là mũi nó bắt đầu là nó chuyển sang màu đen. Bé thì mũi nhìn nó hồng. Lớn lên là chuyển sang màu đen. Mẹ thì hôm nay là nhìn mẹ là lông dày rồi. Nhưng mà lông hôm nay lông mẹ là lấm chấm rồi. Mẹ thì hôm nay thì nhìn lông dày rồi. Hôm lấy giống là con mẹ nó thay lông chưa xong, thành ra là nhìn lông của nó nhìn trông nó gì. Đây là nhìn cái đuôi này. Mắn kinh. Mắn lắm. Mắn lắm. Ra đi. Ra niếm cho con đi. Lông nó gì đi chứ mẹ, sữa của nó khủng khiếp luôn. Đúng rồi. Sữa mà nhìn thì cứ như là nhìn, là chó không vui con. Nhìn cho con thì biết là cái sữa của con mẹ nó như sữa, thế nào. Sữa hai cái lầm xẻ xuống. À, 6 con cái. Có hai người hỏi thăm muốn bắt rồi. Có hai người đã hỏi thăm rồi. Hai người là nhỡ ở đàn lần trước là lần này đã hỏi thăm là muốn bắt cái con chó con của đàn này. Ok, bọn này nhìn cái mặt của nó có cái gân gì nó như kiểu là chân mày ấy nhỉ. Nhìn ở trên mặt kìa. Thấy không? Nhé. Nó có cái gò ấy. Ở trên mặt đây này. Nó có cái nếp theo kiểu nhăn hơn này. Như kiểu chân mày ấy nhỉ. Đây chứ gì? Cái này gì? Nó có hẳn đường từ đấy. Nhé. Nó có hẳn đường gân luôn. Mẹ thì khi nào mà con tập ăn thì lúc đấy lại bẩn. Lúc đấy mẹ lại bẩn ấy. Con nó gặm ấy. Bẩn lông. Đây là nó rũi vào đâu đi mũi mà rũi nó xin. Chắc là nó rũi ra cái chỗ nào mà cứ lâm bôi cho nó tí ăn xong. Cho nó thuốc vàng. Cứ trùng. Sát trùng. Dạ. Nhìn cái chỗ mắt của nó hơi ấy này, nhìn sơ này tưởng là nó đã hí mắt. Phải tầm một tuần nữa thì mới hí mắt được. Đều, cho con đều tăm tắp, đang giờ ngủ. Queen vào đấy cho con nó bú đi. Vào đấy. Ở đấy đi, cho nào. Em vào đi. Thôi vào đi, tắm đi. Vào đấy cho con Queen. Bú đi. Thời tiết này là cho con là nó thích lắm này. Cái đuôi này của nó là vẫn chưa đạt cái mức tối đa của nó đâu nhá. Đuôi tối đa của nó phải dài gấp đôi này.